Thì ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Xuất hiện tình tiết mới trong vụ mưu sát ông Trump. Kính thưa quý vị, những tin tiết mới về vụ ám sát hộp cựu tổng thống Donald Trump đang dần hé lộ khi nhà chức trách tiến hành cuộc điều tra, xem xét kỹ lưỡng về những sai lầm an ninh xảy ra trước vụ xả súng vào hôm thứ Bảy tại cuộc vận động tranh cử của ông ở Pennsylvania. Hai chiếc điện thoại của kẻ tình nghi bị phá khóa đã cung cấp cho các nhà điều tra nhiều thông tin một chuyên gia về chất nổ cho biết, hung thủ không thể tự trộn các hóa chất để làm chất nổ được vì tính chất cháy nổ và tai nạn rất cao. Loại chất nổ hung thủ chứa trong xe phải do một chuyên viên chất nổ làm. Đặc vụ nhận thấy có kẻ khả nghi gần 20 phút trước khi súng nổ. Video, lời kể của nhân chứng và thông tin chi tiết từ cơ quan thực thi pháp luật đang tiết lộ những gì diễn ra trong khoảnh khắc trước cuộc tấn công khiến cho một người tham dự thiệt mạng và làm cho ông Trump cùng với hai người khác bị thương. Cơ quan mật vụ Mỹ đã nhận thấy một người có khả nghi có máy bay đo khoảng cách trên mặt đất và đã truyền thông tin đó qua radio trước 5 giờ 52 phút chiều thứ Bảy, tức là vào khoảng 19 phút trước khi nghi can nổ súng. Hai nguồn tin có hiểu biết về cuộc họp của các nhà lập pháp Mỹ vừa xác nhận với CBS News. Video quay bằng điện thoại di động cũng cho thấy những người tham dự cuộc meeting chỉ tay về phía cải xả súng. Sau này được xác định là Thomas Matthew Gross, 20 tuổi và cố gắng cảnh báo chính quyền về sự hiện diện của anh ta 2 phút trước khi anh ta nổ súng vào cựu tổng thống. Cơ quan mật vụ Mỹ hiện đang phải đối mặt với sự hoài nghi ngày càng tăng về những thiếu sót đã khiến cho kẻ xả súng có thể nổ súng từ một mái nhà gần cuộc sự kiện. Vụ việc là một thất bại phức tạp liên quan đến nhiều sai lầm và ít nhất chính đơn vị thực thi pháp luật địa phương quận và liên bang khác nhau lẽ ra phải phối hợp với nhau hiệu quả hơn. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tương tự và bạo lực nhiều hơn. Thông thường thì cơ quan mật vụ luôn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương khi một tổng thống, ứng cử viên chính trị hoặc quan chức cấp cao khác đến địa phương và cuộc meeting của ông Trump cũng phải như vậy. Giám đốc cơ quan mật vụ Kimberly Chido cho biết cơ quan thực thi pháp luật địa phương có trách nhiệm phải kiểm tra và bảo đảm an ninh cho tòa nhà, nơi kẻ bắn cựu tổng thống Donald Trump nổ súng. Biện lý Rich Goldinger của quận Butler cho biết họ đã báo cáo cho cơ quan mật vụ rằng cảnh sát địa phương không thể đảm bảo an ninh cho tòa nhà này trong sự kiện của ông Trump. Quản lý thị trấn Butler Tom Nice nói với số lượng sĩ quan hiện có, chúng tôi cũng không có đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ đó. Thông báo đã được gửi đến cơ quan mật vụ hai ngày trước cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Chính quyền thị trấn Butler cũng đã nói với cơ quan này rằng nhân viên của họ chỉ có thể xử lý việc kiểm soát giao thông. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của nghi can, theo các nguồn thực thi pháp luật tay súng đã tìm kiếm hình ảnh của ông trump và tổng thống biden trước vụ nổ súng các nguồn tin cũng nói với cbs news rằng tay súng đã tìm kiếm về những lần xuất hiện và ngày tháng ông trump sẽ xuất hiện trước công chúng cũng như về đại hội đảng toàn quốc của đảng dân chủ tay súng đã tìm đến địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông trump ít nhất một lần trước khi xảy ra vụ nổ súng Hắn cũng đã tìm đến giám đốc FBI Christopher Gray, bộ trưởng tư pháp Merrick Garland và các thành viên của hoàng gia Anh, nguồn tin thực thi pháp luật cho biết anh ta cũng tìm kiếm thông tin về các chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, kẻ xa súng có hai chiếc điện thoại di động để tiến hành các tìm kiếm nói trên các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ, hệ tư tưởng hoặc quan điểm chính trị có thể dẫn đến vụ nổ súng. Giám đốc FBI Christopher Gray báo cáo với quốc hội hôm thứ tư rằng hơn 200 cuộc phỏng vấn đã được thực hiện trong quá trình điều tra và hơn 14.000 hình ảnh đã được xem xét. Sau 5 ngày kể từ vụ ám sát Tổng thống Trump, có ai thấy được khẩu súng của thủ phạm dùng ra sao, loại gì, tại sao cơ quan mật vụ không trưng bằng chứng cho báo chí? Bằng chứng gây tội ác là quan trọng nhất, nhưng hầu như không có tin tức gì chính xác ngoài việc nghe nói. FBI, tay súng không chỉ nhắm vào Trump, Biden, mà còn cả Hoàng gia Anh. Mới đây, nhiều tin tiết đáng lo ngại hơn đã được tiết lộ trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả điều tra mới nhất được FBI báo cáo cho các thành viên quốc hội cho biết, nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Cross không chỉ để mắt tới các chính trị gia cấp cao ở Mỹ mà còn nhắm vào những người ở phía bên kia đại dương của hoàng gia Anh. Theo New York Post đưa tin, FBI tiết lộ Cross đã tìm kiếm chi tiết hành trình của ông Trump trước khi hành động, đồng thời thu thập thông tin liên quan về tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là các nhà điều tra đã tìm thấy truy vấn về một thành viên hoàng gia Anh trong hồ sơ lục soát của Cross, nhưng báo cáo lại không nêu cụ thể là ai. Các nhà điều tra phát hiện Cross đã tìm kiếm lịch trình xuất hiện của ông Trump, thông tin về đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và thông tin về giám đốc FBI Christopher Gray và bộ trưởng Tư pháp Mary Garland. Trên điện thoại của Cross còn lưu ảnh của ông Trump và ông Biden. Các quan chức FBI cho biết, Cruz tỏ ra rất quan tâm đến những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt lập trường chính trị. Điều này khiến việc xác định động cơ phạm tội của hắn trở nên khó khăn hơn. Cuộc điều tra cũng cho thấy Cruz có thể mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Anh ta đã tìm kiếm thông tin về chứng trầm cảm nặng trên điện thoại di động của mình, dường như đang tìm cách giảm bớt các triệu chứng của mình. Tuy nhiên, cuộc điều tra hiện tại không phát hiện ra rằng anh ta có bất kỳ khuynh hướng chính trị, đảng phái mạnh mẽ nào, mặc dù anh ta là một đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng ký. Nghi phạm Cruz từng đưa ra lời cảnh báo không may mắn. Crooks đã thực hiện hành vi ám sát ông Trump tại một cuộc meeting ở Butler, tiểu bang Pennsylvania. Anh ta đã đăng một tin trắng lành lên mạng, ám chỉ kế hoạch phạm tội. Fox News đưa tin, Crooks đã viết cho nền tảng Steam, nền tảng được game thủ sử dụng phổ biến. Ngày 13 tháng 7 sẽ là ngày ra mắt của tôi, xin hãy chú ý đến những diễn biến. Những lời này hiện giờ, xem lại, rất có tính dự báo. Hôm thứ Tư, 17 tháng 7, các quan chức thực thi pháp luật đã tiết lộ thông tin quan trọng này khi thông báo ngắn gọn cho các thượng nghị sĩ Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 20 phút trước khi Cruz bắn vào ông Trump, các tay súng bắn tỉa của sở mật phụ lần đầu tiên phát hiện ra anh ta đang dơ súng trường trên mái nhà. Nhiều nguồn thực thi pháp luật và các nhà lập pháp quen thuộc với vấn đề này nói với ABC, rằng các tay súng bắn tỉa đã phát hiện Cruz trên sân thượng bên ngoài khu vực an toàn của cuộc meeting lúc 5 giờ 52 phút chiều và vụ nổ súng thực tế bắt đầu lúc 6 giờ 12 phút chiều. Trên thực tế, Cruz đã được đưa vào danh sách đối tượng cần quan tâm hơn một giờ trước vụ nổ súng. Theo nguồn tin của tờ New York Post, sau khi Cruz bắn phát súng đầu tiên, tay súng bắn tỉa đã bắn hạ anh ta chỉ sau 26 giây. Cơ quan thực thi pháp luật dường như đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ngăn chặn thảm kịch này. Có thông tin tiết lộ rằng Crooks bị coi là kẻ khả nghi 3 giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng nhưng vẫn được tự do ra vào trong khu vực an toàn. Một nhân chứng cho biết, "Mình chú ý đến chiếc xe đạp đáng ngờ của Crooks ngay từ lúc 5 giờ 30 phút chiều, hơn 40 phút trước khi Crooks thực sự nổ súng." Sự chậm trễ bị nghi ngờ đã khiến sở mật vụ phải đối mặt với nhiều câu hỏi và sự giám sát hơn về việc xử lý vụ ám sát. Những bức ảnh độc quyền mới được công bố cho thấy, chiếc xe đạp của Cruz đầu dưới gốc cây chỉ cách nơi anh ta nổ súng vài mét. Chính tại đây anh ta đã nổ súng vào ông Trump, bắn tới 8 viên đạn. Sau đó thì cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường kiểu AR tại hiện trường. Khẩu súng này được cho là Cruz đã đánh cắp từ của bố mình. Một nhân chứng yêu cầu giấu tên cho biết anh nhìn thấy chiếc xe đạp vẫn để nguyên ở chỗ đó cùng với đống thiết bị bên cạnh gần một giờ sau vụ nổ súng, tức khoảng 7 giờ tối. Nhân chứng lúc đó rất bối rối. Đây là xe đạp của ai? Tại sao lại để ở đây? Vụ ám sát khiến ông Trump bị thương nhẹ ở tay phải và một người cha 50 tuổi đã không may thiệt mạng, để lại hai cô con gái. Ngoài ra còn có hai người tham gia cuộc meeting bị thương trong vụ việc. Các nhà điều tra hiện đang phân tích cẩn thận điện thoại di động và máy tính của Cruz để cố gắng tìm ra lý do chính xác của vụ ám sát. Cruz sở hữu hai chiếc điện thoại di động, một điện thoại chính được tìm thấy bên cạnh anh ta và một cái dự phòng được tìm thấy ở nhà anh ta. Cái thứ hai này chỉ có 27 số liên lạc. Tuy vậy, cho đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa phát hiện ra động cơ rõ ràng cũng như bất kỳ bằng chứng nào về những kẻ đồng mưu hoặc thông đồng với các thế lực nước ngoài. Liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ, khảo sát mới nhất cho thấy rằng ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 7 tiểu bang chiến trường cũng như trên toàn quốc Kết quả cuộc khảo sát của Đại học Emerson do Ủy ban Hành động Chính trị Người Dân Chủ vì Thế hệ Mai sau Tài Trợ được công bố vào ngày 18 tháng 7, cho thấy 46% cử tri đã đăng ký ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và 42% ủng hộ Tổng thống Joe Biden. 12% cử tri đã đăng ký chưa lựa chọn ai. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm 2 điểm phần trăm và tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn giữ nguyên so với cuộc thăm dò vào đầu tháng. Cuộc khảo sát được thực hiện sau vụ ông Trump bị ám sát khủng trong lúc vận động tranh cử ở tiểu bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Ông Trump đang dẫn trước ông Biden 5 điểm phần trăm ở các tiểu bang chiến trường: Wisconsin, Pennsylvania và Nevada, 6 điểm ở Georgia, 7 điểm ở cả Bắc Carolina và Arizona. Nhóm khảo sát cũng lưu ý kể từ tháng 3, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng 1 điểm phần trăm ở các tiểu bang Georgia, Pennsylvania và Wisconsin, 2 điểm ở Arizona. Michigan là tiểu bang hai ứng viên đang cạnh tranh xích sao. Ông Trump mất một điểm phần trăm ở tiểu bang này, nhưng vẫn dẫn trước với 45% tỷ lệ ủng hộ và ông Biden giành được 42%. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã thắng ở các bang chiến trường Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona và Georgia, nhưng để thua sao ở Bắc Carolina. 20 nghị sĩ dân chủ đã công khai kêu gọi Tổng thống Biden dừng tranh cử sau cuộc tranh luận hồi cuối tháng trước. Theo kết quả khảo sát, 36% cử tri dân chủ cho rằng ông Biden nên rút lui, trong khi 64% nói ông nên tiếp tục cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Spencer Kimball thuộc Đại học Emerson cho biết, Cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Biden mất đi sự ủng hộ đáng kể hơn là tỷ lệ ủng hộ mà Tổng thống Trump giành được kể từ sau vụ ám sát hụt. Điều này đặt ra câu hỏi liệu tỷ lệ ủng hộ giảm sút của ông Biden có còn chịu ảnh hưởng từ cuộc tranh luận Tổng thống hay liệu ông Trump đã đạt đến ngưỡng trần ủng hộ của mình chưa? Được biết, cuộc thăm dò toàn quốc được tiến hành từ ngày 15 tháng 7 đến 16 tháng 7 với sự tham gia của 2.000 cử tri đã đăng ký tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại